Thưa các bộ các mỹ, thưa các vụn máng, đi lên với gian khó, cũng mắt phát huy nỗ lực đưa lá kinh tế cho ô nhà miếng ngày càng thêm vững chắc. Câu chuyện với tấm gương của mỗi bộ mỹ lá nông dân, tiêu biểu lòng lá kinh tế, cũng lá mỏ mà tan tôi hảo đáng điện lòng phấn của chị hôm nay, mới các bộ các mỹ cây vụn máng đều theo ngõ. Ang Khả đi bao luôn sản xuất ở Mương Rộc, xã Hung Sơn, huyện Kim Bôi. Ang Khả đất văn veo, dài hơn hào cơ sổ. Lơi tặng đã khó đi, lơi mưa lại càng khó hơn, vì cái Ang Khả lơn lượt, mê là Ang Khả duy nhất đi lên đô đưa la việc. Hình ảnh của nó nhờ chính sự vất vả của đất mỏ nông dân ở Lung Nì. Cây khó cây nhọc là tỉ, mê bấy cái ý chỉ công lòng quyết tâm, đã có đất mỏ nông dân vượt khó đi lên, đỡ xây dựng cơ người, ngay lên chính lung đất quê hương. Bê bổ Bùi Quốc Khánh là một lon đơn điển hình tỷ. Bố Bùi Quốc Khánh đẻ xa con cá lên ở Mương Rục, xã Nật Sơn, cái ni sắp nhập là xã Hung Sơn, huyện Kim Bôi. Cuộc khổng của nhà bố y như phân đư mỏ mình, chủ yếu bám bao đôn, bao na, đỡ lôn cỡ tuổi chiếm. Bố có cái may mắn hơn khi thời thanh niên, khâu khi mà hoàn thành nhiệm vụ quân sự bị quê mương đất nác, bố tham gia công tác xã hội là lái xe ở công ty cổ phần dược Kim Bôi. Ở nhà, bố vẫn tham gia làm việc bên nhà mình. Tuy tinh tỉ bớ năm 2013 lớn về lực, bên diện tích đất đang có của nhà, canh tác một số loại cơ lông bản ngay như tố tố, đậu, lạc. Mê vẫn dòng tỉnh từ cung tử cấp. Khâu khi nghỉ hưu, bố Khánh chuyên tâm bao la kinh tế. Năm 2015, là chủ trương của Đảng, Nhà nước về xóa đói bớt khó, cùng định hướng của quê hương về chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Nhà bố mạnh dạn đầu tư là mô hình trang trại tổng hợp lên 4 hecta, bê đa dạng đất cây trồng còn chiếm. Tuy tinh tỉ, đỡ là khu trang trại quy mô, bố phải là ở lên đô cao, xa lang mương. Ang Khả đi lại vất vả vì chỉ là Ang Khả moanh. Lần đi tỉnh lại là tính no thuận tiện cho việc đi lại, chuyên chở sản phẩm khi thu hoạch. Bố Khánh quyết định đã cung khức xiên bạc, thuê xe úi san đất bớt rộng Ang Khả đi lên luôn sản xuất. Hoàn cảnh nhà đi như miếng này ban đầu rất là khó khăn. Thì thôi thầy đúng cái địa hình địa vật ở địa phương thì nó cũng còn nhiều cái khó khăn nữa. Tôi cũng gia đình nhà tôi cũng thầy rằng là cái quyền lợi phát triển kinh tế gia đình ạ, khó khăn nữa tôi cũng tự khai hoàng phục hỏa đời mèn đợt trước lý thì vừa ngay cái lược là cái xã Nơ Sơn Cu đấy, cái này là xã Hùng Sơn đó thì như là nhà miếng vừa thằng Khả đó và Khả vừa xóm lên nhà miếng vừa đầu tiên đó, cái lược là cái Khả này là Khả từ gia đình nhà miếng vừa nếu con đi tập thể thì chẳng phải rằng là thằng Khả tập thể lá nó đấy, cái nhà miếng từ vừa lên là từ bậc đi điển từ về láng lên thằng Khả từ vừa lên thì từ khai phả là rất là lan dài nên gia đình cũng rất là vất vả lại nhưng mà thôi cố gắng qua cái động lực là gia đình thầy cái sản phẩm gia đình là thu nhập ản thì mới yêu phần khơi. Là Ang Khả kéo điện sim nguồn tác là khu trang trại ó mất cơ nô công khức ó quán khỏ nhọc mê bổn liếng mới đâu ó có đưa bố Khánh là tương việc tận dụng tối đa diện tích đất đầu tư từng mô hình bê thể mạnh của quê hương về lồng rừng bổ dự lên 1 hecta lồng cơ bương đỡ bảnh lá công bằng 2 hecta diện tích đỡ lồng keo, 1,2 hecta diện tích đỡ lồng cu khỉa lấy tinh dầu. Cả ni đơn loại cơ lồng đều đã cho thu hoạch. Lấy bản tuổi sai, tân tân đơn mô hình bắt đầu ổn định cho thu hoạch, bộ có thêm vốn đầu tư. Năm 2017, bộ quyết định bớ rộng trang trại tuổi chém đê cùng tuổi bò. Đến cả ni, đan đê đã có quy mô lên 15 con. Mỗi năm xuất 3.000 khẩu đánh sám tạ, cho thu nhập bớ 15 đến 15 tăng mơ kiểu đông. Về tuổi bò, cá ni nhà bố Khánh có hơn 10 con bò, tuổi theo hình thức vổ bèo, cùng bò mể. Sản phẩm trang trại chủ yếu bánh là đan thương lại thu mua ở đan tính bên bang, cùng bánh ở Long Mương. Bên bang tỷ tận dụng cái diện tích đất đô có khăn, nhà bố Khánh tuổi chiếm thêm ca thịt, cùng thá cả phục vụ nhu cầu, ăn ỏng hàng ngày, cùng đỡ bánh bị thu nhập 40 đến khẩu mơ kiểu đông lên năm. Bữa hiệu quả của mô hình, cá ni đã có đưa nha để học hỏi kinh nghiệm, cùng đã nhận án cái sự chia sẻ tận tình của bố Khánh. Thực hiện theo các nghị quyết của đảng, các khoa học trước, nhất là như ở Sầm Rộc thì bữa năm 2013-14 đến nay thì cũng chuyển đổi cái cơ cấu cây trồng vật nuôi thì cũng là triển khai đến toàn thể là cán bộ đảng viên nhân dân là thực hiện
thì cũng ăn gia đình ông Khảnh thì cũng đi đâu cũng cả cái phong trào lao động sản xuất xây dựng các cái mô hình thì cũng gia đình thì cũng là vừa vang cái kinh tế ở lên cái đồi cao giang đấy thì lần là thứ nhất là đào cái giao thông là lên xong ở cái đất đi xong là cũng phục việc đi là chuyển đổi lại là cũng, bước đầu là cũng nuôi bò nuôi đê và luôn một chỗ cơ hoa quả nhưng mà nó cũng chùa thành công ở khu ní nhưng mà còn một chỗ vấn tượng ở gia đình rồi với một chỗ hồ con thôn trọm đấy thì cũng ngỏ thời gia đình lái cũng có hiệu quả một chỗ công việc trang trải thì đứa hồ đi học tập là theo mô hình của gia đình hồ ông Bùi Quốc Khảnh là mô hình tiêu biểu của xã là cũng thành viên của Hội viên nông dân thì không năm thì mô hình cũng đem lại là giá trị kinh tế cũng cao là trong Hội viên nông dân là cũng tiêu biểu của xã. Đầu xuân mới, đi bộ khênh hai cơ sổ ăn khả đất, đàn tôi đã đến thăm mô hình của nhà bố Bùi Quốc Khảnh. Cô ông đã ăn bộ chia sẻ đăng ký kinh nghiệm sản xuất y như đang dự định lòng thời gian đỉnh. Thưa bố, ăn mắt là nhà bố đang duy trì, cô ông phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp tổng hợp, kết hợp cá tuổi trẻ biết lông cờ. Tính hay đỡ phát huy hiệu quả cái mô hình này, nhà bố đã có đăng ký kinh nghiệm chưa ạ? Gia đình bắt đầu khởi trưởng ra cái mô hình ấy, thì ban đầu thì cũng rất là khó khăn. Ban đầu là cái vốn ban đầu thì gia đình cũng từ lá bữa nhỏ đến to thôi. Thì gia đình thì từ bàn tay lá riêng từng hẹn một hàng năm để nhân rộng từng bước. Thứ hai là cũng gia đình năm thứ đấu, năm thứ nhật ấy, thì cũng thấy hiệu quả, năm thứ hai là ta phát huy tiếp. Năm thứ ba thì mỗi năm là nhân rộng lên. Thì quả chính lá vừa phát huy vừa thăm hỏi các bạn bè cộng đồng xa thì cũng gia đình cũng thấy rằng là nuôi bò nuôi cá xong rồi đâu là thầy thì tài nguyên đồ rừng là rộng quả thì hoang dã quả thì gia đình lại mua thêm dê thì bắt đầu gia đình nuôi có 20 con dê thôi thì trong khoảng năm thứ hai là thứ ba thì 25 chúng ăn hơn 5 con thế nói chung là dê thì là phát triển rất nhanh. Đấy, năng suất cao, mỗi năm cũng có thể là thu hoạch được ăn vài trăm kiểu ạ. Nói chung là cái chăn nuôi dê với bò thì miếng gì vật vả nhất là cái khâu chăm sóc bệnh tật, miếng gì cũng phải tiêm phòng cho là đúng định kỳ, hay là vệ sinh chuồng trại cho là sạch sẽ. Thưa bố là cái việc nắm bắt nhu cầu thịt lương cùng thị hiếu của mọi tiêu dùng. Có phải là yếu tố quan trọng đỡ là tình hiệu quả cho sản xuất nông nghiệp mà cả đi chăng ạ? Thầy cái áp dụng cho thịt lương ạ, tôi khẳng định rằng là thầy cái thịt lương rất là thiết yếu. Gia đình chúng tôi thì nằm bắt là chắc chắn, đây là gia đình được sản xuất là bền vững. Nói chung là gia đình mình yêu nằm bắt ăn một cái thịt yếu thịt lương. Cái thịt lương hiện nay là rất là có nhu cầu lớn. Gia đình yêu nằm bắt ăn, nói chung là gia đình nhà miếng là sản xuất tha ản mà con cua ản thì là cái đấu tha thì thoải mái đấy các nhà hàng với các đơn vị bán ấy ông Nguyễn đại hàng đơn đại hàng với nhà miếng cũng chẳng có chẳng có đủ mà giao cho họ chỉ đây gia đình nhà miếng là cái nó cũng phải chịu khổ lại cho nên nhân rốn lên nữa đỡ thúc đẩy sản xuất nông nghiệp bền vững theo bộ hay cái việc xây dựng thương hiệu sản phẩm công thúc đẩy sản xuất nông nghiệp an toàn có vai trò quan trọng tính hơn. Còn đối với bản thân bộ cũng nhà bộ có đăng ký định hướng tính hơn trong tương lai ạ. Có việc xây dựng thương hiệu thì rất là quan trọng. Đấy, nói chung là mới sản xuất thả sản phẩm về có xây dựng có thương hiệu hơn về bên phương án mình là sản xuất theo cái hướng an toàn. Đấy, an toàn là tuyệt đối. Thì còn mình phải lá chi thì lá nhưng mà mình phải là sản xuất theo cái chuỗi mình an toàn là thực tế. Còn miếng lá theo cái vừa áp dụng theo cái kỹ thuật áp dụng theo cái nhà trực trạch hướng dẫn theo khoa học nữa thì miếng lá áp dụng theo cái kiểu an toàn hưởng gia đình cũng còn năm đỉnh đấy ạ năm hai đấy ạ là lá theo cái mô hình khép kín thì là bò cũng nuôi khép kín mà dê cũng nuôi khép kín thì cũng đang hưởng được lông cò đấy nay đang ở dự án lông cò đấy thì tới nay nuôi khép kín lại cho nó an toàn hơn tôi cũng dạy bảo con cái và gia đình cũng học tập theo cái mô hình phát triển nông thôn thì nếu cũng động viên con cái rồi là
là thì nói là phát triển thì theo cộng đồng với láng xóm khu dân cư thì nói chung là đoàn kết, gia đình cũng học hỏi từng gia đình khác để mà lá để phát triển chung cho xã hội. Cha ơn bố đã chia sẻ với đất xôn ạ. Đi lên clong cày khó cày nhọc, mắt phát huy nội lực, đỡ lai cho nhà mình ngay càng khả giá, vững chắc, ngay lên chính lung đất quê mương. Cô mặc dù suối đã cao, mê bố Khánh là một tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế. Bản thân bố y luôn tài báo xôn con khổng hoa thuần, đoàn kết. Bố Bùi Quốc Khánh là một clong đang điển hình tiên tiến cấp tính, ản biểu dương, ghi nhận. Hy vọng đăng ký tấm gương như bố sẽ án nhân rộng lan tỏa đưa hơn nữa ở luôn đồng bào dân tộc.